Xin chào. Rồi tôi vừa mới sprout thôi. Đây là những người bạn đồng nghiệp của mình, Ariana, Miss Ariana, đây Miss Rondi. Cô giáo hết rồi mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn ấy làm món chả giò vua rồi lá. Thì Miss Brooke hát chả giò. Chả giò. Nên đây là olika, xong hai do come from södra, so hát là chả giò. Nên vua North Việt Nam hát là xong hai nem, nem rán. Nem rán. Em là chả giò, mày đã xong mà. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn những cái nguyên liệu rồi nè. Thì du ska ni ha bara allt ihop va i skål. Ska vi använda händerna nu? Den sker då. Den sker då. Thì ở đây mấy bạn này là người mấy bạn đó người không có ăn được thịt heo á mọi người, cho nên mình làm bằng thịt gà. Tất cả đều là thịt gà hết. Và những cái rau cải mọi người thì Điển rất là thích ăn rau cải nha mọi người. Bây giờ thì mấy bạn nó sẽ cho một tí bên đây mình có hành với lại tỏi á, còn để vô. Bây giờ là cho một tí tiêu để cho mấy bạn nó tự nêm nếm. Giỏ hia là đến cái xô mi cả. Giỏ xô el cap hết bả. Số. Bây giờ mấy bạn nó sẽ cho nước mắm vào. Mia. Lite till. Vad var mer? Så, ja. Vad det luktar? Det är fisk så det luktar lite starkt, men det smakar god sen. Det luktar lite gott. Nej, ja. Jag gillar lukten av vitlök. Okej. Okay. Mm. Mat. Đây là thành quả nè, mấy bạn đã làm xong rồi nè. Đức tía nè. Ờ. Đưa vô với đức tía. Đó, bây giờ là mấy chị đó sẽ chiên nè. En tip, jag kan lära dig sån här lägga på kanten och sen det kan skjula ner, ser du? Det blir inte farligt. Ska jag ta mer? En till kanske? Ja, en till. Jättegott, ngon quá. Đây hai đầu bếp ngồi đợi sẵn rồi nè. Ở đây mình làm sẵn nước mắm rồi nè mọi người. Rồi rau sống. Bên đây là cái cà rốt á. Cà rốt ngâm chua ngọt. Cà rốt bru hả? Giờ rồi. Cái chị Ariana này chị đang tập cầm đũa. Vô. Kanne. Men kolla, du håller på en annan sätt. Nej, det är olika sätt man kan göra. Vad som man vill, det är bara som man kan använda. Chị nhìn chị xem mấy bạn kia làm sau cái tay khác, còn chị làm khác. Nhưng mà mình nói là miễn sao mình làm, mình gấp được là được rồi. Tức chị. Ừ. Năm. Inte namn men sen när vår rulla är färdig, då ska man ha sås i alla ingredienser. Ja, ska vi få smaka då. Man är inte sakta försiktig när de blir. Jag vet. Jag äter alltid en fin så att det inte ska...
ở đây mình ráng cháy cạnh cái thịt gà phi lê này nữa để lên trên cái bún ăn cho nó ngon đó mọi người. Tại vì mấy bạn này không ăn được thịt heo, không ăn được thịt bò, cho nên mình tất cả mọi thứ ngày hôm nay là mình dùng bằng thịt gà hết nha. Lúc nãy chưa có giới thiệu kỹ cho mọi người thì bây giờ mình xin giới thiệu lại một lần nữa ha. Đây là hai người bạn đồng nghiệp của mình. Cái bạn mặc áo nâu, bạn tên là Rondrick. Bạn đó khá là trẻ, năm nay mới có 27 tuổi thôi và bạn đó đang có em bé. Còn cái chị đang ngồi kế bên mình, chị tên là Ariana. Năm nay chị 44 tuổi, chị là bà ngoại trẻ đó mọi người. Thì cháu ngoại của chị năm nay bằng tuổi với lại Alice á, tại vì chị có con khá là sớm. Vẫn còn bà ngoại trẻ này vẫn còn khá là trẻ trung nha mọi người. Thì hai cái người bạn đồng nghiệp này rất là thích ăn những cái món ăn mà mình nấu, đặc biệt là những cái món đồ châu Á đó. Thì mình giới thiệu với lại các bạn ấy là Việt Nam mình có món bún chả giò ăn khá là ngon. Thì các bạn ấy muốn được đến học hỏi và nếm thử thì hôm nay mới có dịp nè. Cái món chả giò ngày hôm nay mình làm thật ra chưa có chuẩn bị Việt Nam mình đâu. Tại vì ở Việt Nam mình nó làm chả giò từ thịt heo hay còn gọi là thịt lợn nè, nấm hương, rồi bún tàu,
khoai môn tùy chỗ, rất là nhiều những cái nguyên liệu khác nhau. Nhưng mà do những người bạn đồng nghiệp của mình là đạo Hồi, người ta không có ăn thịt heo, cho nên mình thay thế thịt heo bằng thịt gà. Và mình dùng cái hồi nãy cái màu cam đó, không phải là cà rốt nha mọi người, mà là cái là khoai lang á. Mình thích bỏ khoai lang vô ăn nó béo béo, bùi bùi nó thơm, chiên lên ăn khá là ngon nha. Mình không có thích bỏ cà rốt vào trong đâu, tại vì bỏ cà rốt vô thấy ăn cái vị nó lạ lắm. Thì nhưng mà ăn cũng khá là ngon, cho nên những bạn ấy làm thêm tô thứ hai nữa nè. Mọi người biết không, người Thụy Điển người ta chỉ có biết đến những cái món Thái thôi, nhưng mà thực ra là những cái nhà hàng Thái ở bên Thụy Điển là đều là do đầu bếp người Việt Nam mình nấu rất là nhiều. Nhưng mà tại vì người ta đi Thái Lan, người ta du lịch rất là nhiều, và người Thụy Điển thì người ta rất là ngại thử những cái món ăn mới, người ta giống như không có muốn thử đâu, người ta chỉ ăn những cái món thân quen thôi. Cho nên mình rất là muốn giới thiệu đến bạn bè Thụy Điển, hoặc là những cái người bạn đến từ nước khác nhưng mà đang sinh sống tại Thụy Điển biết đến món Việt Nam mình, tại vì món Việt Nam mình rất là ngon và có rất là nhiều món phong phú và đa dạng. Ví dụ như là ngoài bún chả giò ra thì mình còn có bánh mì nè, phở nè, bún riêu, hủ tiếu rồi đó, rất là ngon luôn. Chứ không phải là chỉ có món Thái Lan là nổi tiếng ở Thụy Điển không. Thì mình rất là tự hào và mình rất là muốn những người bạn đó thử hết tất cả những cái món Việt Nam của mình. Đây, anh chàng đẹp trai của mình đây nè, khách đến ăn xong rồi bây giờ là ảnh ngồi ảnh dọn dẹp, ảnh dọn dẹp dụ đồ ăn, nó dắt cho xé dắt cho đứt tiền đó, nấu đồ ăn xong cho ảnh ăn rồi bây giờ là ảnh có nhiệm vụ ảnh đi dọn dẹp dọn dẹp. Nãy mình hắn xò xò nè, ó là tỉa thao xò này dư úp cặp chết đi tè làm chó đi xò rồi mà do xò này dọc rớt tên nè, ó làm mấy nó không được sao. Det bästa mannen i hela världen som jag har träffat. Du, jag har träffat någon på svenska men gick inte bra. Du är så gett upp. Trời ơi, ông mít nhà tôi ổng hiếu khách lắm mọi người ơi. Mỗi lần uống cà phê là ổng phải đem con nhắt ra, ổng mời người ta vừa uống cà phê vừa uống con nhắt mới chịu. Sí rồi, de mi kìa. Nó đâu có mít tôi có mi kìa, view đâu con nhắt whisky ở rồi ăn. Đi cỡ đó. Lại là cái chai con nhắt thân quen của ổng, ngày nào uống cà phê thì mọi người cũng thấy ổng xách cái chai này ra đó. Cái này là vị sô-cô-la với lại trái lê. Xong rồi bây giờ tới giờ Phi Ca uống cà phê mọi người ơi. Ổng mà mỗi lần mà Phi Ca là ổng phải tắt đèn hết vậy mới xịt, trong nó lãng mạn. No, we went to the day. Do you see us over here also? Đây. Nhỏ nhỏ. Đây anh Mập nhà tôi, anh sẽ đi phục vụ. Đó, tới nơi là phải mời uống con nhắt như vậy đó. Vì uống cà phê là uống con nhắt là cái nghề của anh Mít nhà mình. Hôm nay mình khá là vui khi mà mình đã giới thiệu được một cái món ăn ngon của Việt Nam mình đến bạn bè quốc tế. Và mình cũng khá là bất ngờ với hai người bạn đồng nghiệp của mình. Mặc dù đây là lần đầu tiên hai bạn ấy ăn bún chả giò với nước mắm, nhưng mà các bạn ấy rất là thích, húp cạn sạch cái tô nước mắm luôn á mọi người. Thì vui, rất là vui khi mà mình làm một cái món ăn mà ai cũng đều ăn sạch và hưởng ứng nhiệt tình.
Ok mọi người, clip của mình cũng khá là dài rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi đến nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh